The Hybrides. Đây là lá bài mô tả Hybrides đang thực hiện nghi thức gọi mặt trăng trong suốt nghi lễ Esbat, vòng tròn đá cự thạch. Nàng đựng nước trong một chiếc vạc với sức mạnh của nữ thần trong kỳ trăng tròn bằng cách hút lấy năng lượng đó. Nước sau đó có thể trở thành nước thánh và được chia sẻ cho cộng đồng của nàng để họ thực hiện các nghi thức như phù phép, yểm bùa, cúng tế, hiện hồn, bói toán, chữa lành, thanh tẩy và lễ tẩy uế. Hybrides có kiến thức về pháp thuật và kết nối tâm linh với các nam thần và nữ thần, có nhận thức và lĩnh hội trực giác về tính thống nhất của thế giới tự nhiên thông qua sự tiếp xúc trực tiếp của nàng với nữ thần mặt trăng khi tiến hành nghi lễ Esbat. Cộng đồng của nàng tin vào trí tuệ của nàng và họ tìm kiếm từ nàng những lời khuyên và sự trợ giúp trong cuộc sống hàng ngày. Nàng hiểu được những bí ẩn kỳ bí về nữ thần và cẩn thận chọn lựa người tập sự để truyền dạy, để những kiến thức thần bí cũng như những liều bí ẩn được chia sẻ một cách thật thận trọng. Hybrides thực hiện những nghi thức phép thuật trong vòng tròn linh thiêng khi mặt trăng đang soi bóng xuống vạt nước của nàng. Tay áo choàng in hình những bông hoa cúc bạch màu bạc, những chiếc vòng tay bằng bạc, vòng cổ hộ phách đen tuyền, sợi dây thắt nút màu trắng, đỏ và đen. Vòng khuyên bạc mô tả mặt trăng đang trong các pha tròn dần, trăng rằm và khuyết dần đều là những thứ biểu trưng khi nàng thực hiện phép thuật xin phước lợi cho cộng đồng của mình. Nàng tin trực giác là món quà của nữ thần và sử dụng món quà đó để mở cánh cổng dẫn đến trí tuệ. Nhờ đó có thể nhận biết con đường chính xác cần phải đi để được giác ngộ cao hơn nữa. Trăng tròn là thời điểm của những nghi thức phép thuật và của bói toán, và nghi lễ Esbat mở ra nhận thức tâm linh của Hybrides để hòa vào một thể thống nhất với người mà từ đó nàng có đạt được sự thấu thị để chia sẻ cho cộng đồng của mình và làm mới lại linh hồn của mình. Hybrides thả những bông hoa keo vào nước để cúng tế và để có sức mạnh tâm linh và điều khiển năng lượng mặt trăng bằng cây trượng của mình. Con mèo đen đại diện cho sức mạnh tâm linh, sự tập trung và phép thuật, ngồi bên cạnh cái nồi vạc. Ba, The Earth Mother. Earth Mother mang trong mình bào thai với Chúa Trời, đi trên cánh đồng ngũ cốc và mang theo chiếc sừng dê ngập tràn trái cây thu hoạch được. Nàng đại diện cho sự đủ đầy của thiên nhiên, sự ngay thẳng, khỏe mạnh và màu mỡ. Nàng có thể ám chỉ sự mang thai hay thụ thai, cũng như sự trưởng thành, phát triển và những vấn đề sẽ dẫn đến sự khai hoa kết trái hay sự tiềm ẩn trong quá trình hình thành thực thể. Ở Rome cổ đại, nàng là nữ thần của sự phong phú, nổi tiếng, được miêu tả trong nhiều công trình và đài nước công cộng, cùng với chiếc sừng tượng trưng cho sự sung túc. Earth Mother là nữ thần ngũ cốc và mùa màng, luôn rộng lượng với tính cách hào phóng của mình. Nàng đại diện cho sự hòa hợp với sự nhân đức của mẹ đất và sự vui vẻ sung túc, tình yêu ở thời kỳ thái bình và thịnh vượng. Chiếc váy màu xanh da trời của nàng cũng chính là màu liên quan đến nữ thần và sức khỏe tốt. Cây gậy nàng cầm trên tay như một thanh quyền trượng, có cột những nhánh lúa mì, cho thấy sức mạnh của nàng hiện diện ở vùng đất và khía cạnh phàm trần của nàng mà tất cả mọi thứ phải dựa vào đó để sinh tồn. Lá bài này liên tưởng nữ thần với ngày Sa-bát của thần Lita, hay còn gọi là Hạ Chí. Nàng có thai với Horn God và ông ta biến đổi gương mặt mình để trở thành Sage, Holy King. Earth Mother duy trì nền tảng của sự sống tái sinh trong cơ thể mình, mang đến sự nhạy cảm và khả năng hiểu biết sự giao tiếp giữa các thế giới. Sự ảnh hưởng của nàng có thể cảm nhận được ở sự thể hiện bản thân, sự khởi đầu một sự nghiệp, sáng tạo và sự mãn nguyện trong gia đình. Tùy vào câu hỏi hoặc các lá bài xung quanh khi trải bài, nàng có thể ám chỉ một cuộc hôn nhân, sự mang thai hay sự thấu hiểu được tôi luyện nhờ một tinh thần hòa nhã. Trong sự đủ đầy của nàng, ta thấy có sự kỳ vọng, hy vọng và sự thỏa mãn. Vòng hoa trên đầu nàng cho thấy nàng là một phần trong chu kỳ cuộc sống và ở đấy nàng là một bông hoa nở rộ. Đứa con của nàng mà cả thế giới đều tựa vào đó đang chính mùi bên trong nàng. Bởi đứa con của nàng sẽ là đứa trẻ của mùa Giáng sinh, chính là Orkin tái sinh, mở ra con đường từ mùa đông chuyển sang mùa xuân,
Cánh đồng lúa mì và nhành ngũ cốc cột trên cây trường của Earth Mother đại diện cho sự sung túc, sinh sôi và may mắn. Trong khi đó, đàn vịt đi cùng nàng lại thể hiện sự màu mỡ, thịnh vượng và sinh sôi.